Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Barcelona với Cadiz 0 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 năm 2023, vòng 2 La Liga. Đến làm khách của đối thủ yếu Getafe trong ngày ra quân tại La Liga, cùng hành trang là 3 thắng lợi liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ như Real Madrid, AC Milan và Tottenham, tưởng chừng như Barcelona sẽ dễ dàng giành được 3 điểm đầu tay. Thế nhưng, nhà đương kim vô địch lại gây thất vọng tràn trề khi để Getafe cầm hòa không bàn thắng. Sự bế tắc của gã khổng lồ xứ Catalan còn được thể hiện qua tấm thẻ đỏ dành cho hành vi phi thể thao của Rafinha cùng việc huấn luyện viên Xavi Hernandez bị truất quyền chỉ đạo. Trong bối cảnh hai đối trọng lớn nhất là Real Madrid và Atletico Madrid đều có màn trình diễn thuyết phục và giành được những chiến thắng đậm, Barcelona cần phải ngay lập tức trở lại chính mình ở vòng đấu kế tiếp nếu không muốn sớm gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Với việc chỉ phải chạm trán Cadiz, Barcelona nhiều khả năng sẽ được ca khúc khải hoàn. Ở vòng đấu mở màn, Cadiz trên sân nhà đã đánh bại Alaves với tỷ số tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, chiến thắng ấy không nói lên quá nhiều điều bởi Alaves chỉ là tân binh mới lên hạng. Cần biết trước thềm mùa giải mới, Cadiz đã không thắng 3 trận liên tiếp trong 90 phút và toàn thua kèo châu Á. Điều đáng lo ngại đó là Cadiz đều không thể giữ sạch lưới ở 3 trận kể trên, dù đối thủ của họ toàn là những đối thủ dưới cơ. So với những Las Palmas, Cordoba, Leicester hay Alaves, Barcelona rõ ràng là thử thách lớn hơn rất nhiều dành cho Cadiz. Nên nhớ ở mùa giải trước, Cadiz đã thua Barcelona trong cả lượt đi lẫn về đều với tỷ số cách biệt không dưới 2 bàn. Với việc phải thi đấu xa nhà, quá khó để Cadiz tránh khỏi kết cục tương tự. Với kèo châu Á Barcelona chấp 1.75, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Barcelona chấp 1.75 full time. Với đẳng cấp vượt trội, 3 điểm khó thoát khỏi tay Barcelona. Vấn đề ở đây có lẽ chỉ là Barcelona sẽ thi đấu như thế nào và giải quyết Cadiz ra sao mà thôi. Trong trận cầu quá chênh lệch như này, đặt cược cho Cadiz theo kèo châu Á đã là một phương án liều lĩnh chứ chưa nói tới chuyện đầu tư ở kèo châu Âu. Chốt kèo châu Âu, Barcelona thắng. Khách quan mà nói, Barcelona dư sức vùi dập Cadiz. Tuy nhiên trong bối cảnh Rafinha bị treo giò, Ousmane Dembélé đã chuyển sang PSG, hàng công của Barcelona đang thực sự thiếu đi những nhân tố đủ khả năng chia lửa cùng chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Với việc Cadiz gần như chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự co cụm giống như Getafe, có lẽ nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào một trận cầu tưng bừng bàn thắng. Sau trận gần nhất tại La Liga của Cadiz không quá 2 bàn trận. 4 trên 5 màn đọ sức gần nhất giữa Barcelona và Cadiz cũng chẳng vượt mức 2 bàn trận. Đặt cửa xỉu 3.0 full time người chơi sẽ có nhiều cơ hội thắng kèo. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà kèm với mục tiêu phải thắng để lấy lại sự tự tin để đua ngôi vô địch, ở kèo tài xỉu 3.0, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu, 3.0 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Barcelona 4 Cadiz 0. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé!